Hello, hello, chào mừng các bạn trở lại với Less Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một tựa game mới cho Let's Play. Và chúng ta sẽ làm một tựa game là Let's Play This World of Mine. Đây là một tựa game rất hay và được đánh giá khá là cao. Song song với Valiant Hearts mà mình cũng chưa có thời gian để mình chơi Valiant Hearts lắm. Và mình cũng thích những game survival. Thế nên là không lan man nữa, chúng ta cũng bắt đầu survival trong This World of Mine. Thì mình trước khi mình vào là mình có test bật game trước vào day 1, nhưng mình không có save nên là các bạn không phải lo. Chúng ta sẽ bắt đầu từ day 1 như bao người khác luôn, không có cheat chủng gì đâu. Trước khi quay video này thì mình đã có test trước một vài game rồi, và theo như mình thấy ấy, thì cái game đầu tiên nó sẽ cho bạn bộ ba hoàn hảo nhất để các bạn sinh tồn. Người thứ nhất là Bruno. Đây là cái anh chàng này đây. Anh ấy là một đầu bếp rất giỏi, giúp bạn nấu ăn mà không phải sợ tốn nhiên liệu. Người thứ hai là Cassia. Đây nó sẽ có giới thiệu này. Cassia, một phóng viên. Cô ấy có khả năng là nói thế nào nhỉ? Chơi tốt, tức là cái game này nó sẽ có sau 1 2 ngày nó sẽ có một thằng trader, cứ đến tầm khoảng 10 giờ 11 giờ sáng là sẽ có một thằng trader đến cho các bạn, thì mình sẽ giải thích sau. Thì cô bé này giúp bạn chơi hiệu quả hơn. Còn thằng Paul này là một đây một ngôi sao ở trong đội bóng địa phương, mà tất nhiên là đôi sao trong đội bóng đá thì chạy thì vãi cả nhà nhanh rồi, chắc là tiền đạo này mà. Đấy, với các bạn là như vậy. Thì chúng ta bắt đầu thôi. Ngày đầu tiên thì cái nhà của bạn nó chả có một cái gì ngoài một đống sắt vụn cả. Thế nên là những việc bạn cần làm là dọn hết cái đống sắt vụn này thôi chứ còn gì nữa. Hỏi nhiều. Hi. Thứ đầu tiên mình phải làm là cái workshop. Tại vì sao? Tại vì có rất nhiều thứ chúng ta thể làm từ workshop. Chúng ta sẽ làm một cái xẻng để dọn mấy cái đống này nhanh. Làm một cái lockpick để mở khóa cửa, lại cái khóa như thế này. Đến được những cái này nhanh thì tất nhiên rồi, có đồ nhanh thôi. Bạn làm hay không là do bạn, không? Có làm thì có ăn. Cái này thì là thao cái game này chỉ thao tác bằng chuột, nên là nhiều khi mình thấy cũng mất thời gian. Có cái xẻng này, có cái xẻng đến nơi chưa, vẫn chưa có xẻng. Game này thao tác thì nói chung là nhanh, và game đầu cái ngày đầu tiên thì mỗi một ngày qua đi thì đêm tối bạn sẽ phải ra ngoài để scavenge, vì nếu không thì bạn lấy đâu ra đồ tiền bạc, đồ ăn với đồ đạc các thứ. Thì cái cơ bản là như vậy. Thì sau khi scavenge xong thì bạn sẽ có những đồ, cầm đồ đấy về tối. Tối về sẽ có đồ, đồ đấy sẽ được dự trữ và được trao đổi tùy vào cách sử dụng của bạn. Đó. Thường thì những cái game đầu tiên, những ngày đầu tiên thì mình sẽ ưu tiên vào việc lấy đồ ăn, bởi vì ngày đầu tiên chúng ta không có việc gì để làm, đồ đạc thì không có, thức ăn thì cạn, có thực mới vực được đạo. Các bạn nghĩ thử xem. Đúng không? Chuẩn đúng không? Chuẩn men rồi. Đấy, về cơ bản thì game này nó cũng không phải là khó khăn lắm nhá, khi mình đã chơi qua được phá đạo rồi. Và mình chơi phá đạo thì mình để chết thằng Paul. Khốn nạn thật. À tất nhiên rồi, trong cái game này cũng có các NPC khác nhau. Và ôi giời, nói đến NPC thì các bạn phải hiểu đến cái vụ mà bạn có thể đánh nhau, bắn giết các thứ. Và tất nhiên bắn giết xong bọn này chắc chắn bọn nó là người mà. Bắn giết xong thì các bạn phải biết là nó sẽ buồn. Các bạn thử đi giết người xem các bạn có buồn không. Mà bạn không buồn thì bạn hơi quá. Đấy. Cơ bản là như vậy đấy. Cái game này nó đánh vào tiềm nhận thức của con người lắm các bạn ạ. Mình chơi game này mình còn thấy buồn khi mình phải giết hai cha con đã. Thôi mình đừng spoiler. Cơ bản mệt lắm. Có những thứ mà chúng ta không nên nói, chúng ta không nên
đôi khi có những thứ phải làm ngơ. Cái hồi game này mới ra nó quảng cáo rầm rộ lắm, được đánh giá khá là tốt. Mình lại thích mấy cái loại game survival nên là quẩy thôi. Cái ngày đầu tiên thì là cái ngày chán nhất, bởi vì nó chả có cái gì để làm cả. Nhất là khi mình đã tạo được cái stu rồi thì cái việc ngồi cấy cái đống nhà này cũng không khó khăn lắm. Cái thằng Pau này, dù bạn có nhận nó lúc sau này bạn nhận nó, hay là bạn có nhận nó về cái tầm khoảng chục năm nữa hay sao, thì chắc chắn cái thằng Pau này luôn luôn bị slightly sick. Có những cái thằng nó là slightly wounded, còn những thằng lại wounded bình thường. Đấy, nói chung là cũng không ai biết được điều gì cả. Cái thời gian khoảng thời gian spawn này nó là random nên là đôi khi nó cũng mệt mỏi lắm. Cái tầm 3 giờ chiều rồi mà. Thường thì cái đoạn mà các bạn đã chơi lâu rồi ấy, kiểu đã sau khi đã kiếm đủ hết đồ ăn thì sau làm hết việc rồi thì cứ mỗi một ngày đến 10 giờ không thấy ai đến thì đi ngủ luôn. Đấy, các bạn nói vậy. Đấy, mình cũng cày hết đồ trong này rồi. Còn hai món nữa. Thì mỗi nhân vật trong này là sẽ có những khả năng riêng và các bạn phải tự khám phá cái đấy. Mình không nói trước rồi, không mãi mang tiếng spoiler. Cái ngày đầu tiên ấy thì không sẽ không bao giờ có bạn sẽ không bao giờ bị cướp cả. Những buổi đêm này thì sẽ có khả năng bạn bị cướp, bởi vì mình cũng đi cướp nhà nó mà. Nhưng mà cái ngày đầu tiên thì không bao giờ bạn bị cướp cả, nên là các bạn không phải lo lắng về việc đấy lắm. Nên bạn có thể cho bạn ngủ thoải mái. Việc cầm cái xẻng đi thì mình nghĩ mình không quan tâm lắm, bởi vì cái ngày đầu tiên mục đích chính của mình đi scavenge là đi kiếm đồ ăn. Phút 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 phút. Tất nhiên có gì thì lấy cái đấy. Tất nhiên bấm vào những cái này thì lúc nào cũng phải ấy rồi, nào cũng grab all rồi. Những cái này thường thì trừ cái này ra thì thường thì những cái này đồ để mình chế đồ ấy đấy, kiểu như này ạ. Có những thứ phế vật phải lì nhưng mà mục tiêu của mình ngày hôm nay không phải mấy cái này, trừ cái bánh răng này ra thì bánh răng này rất là có tác dụng. Cái coffee này khi mà kiểu bạn ấy, bạn sau này bạn mấy ngày mùa đông ấy, coffee là món đồ cực kỳ đắt giá, mình không hiểu vì sao luôn. Kiểu đồ thì đã đắt nhưng mà trong cái số thành viên bạn sống phải có một con nghiện cà phê nặng và ngày nào nó cũng phải lôi một bọc cà phê ra nó uống. Cứ mỗi khi mà NPC của bạn nó có cà phê và nước thì nó sẽ khi mà nó buồn chán nó sẽ tự động nấu cà phê lên để buồn chán. Tương tự với xì gà thì sau này các bạn có thể nấu tự nấu xì gà riêng thì lại không nói, cái đấy thì nhất bạn rồi. Winner take all. Thôi đường, tôi có cần đường không? Có. Tôi cần nước không? Cũng có. Tôi cần hớp không? Thường thì đến ngày thứ ba các bạn phải đi chờ người ta mới đến chơi đồ cho các bạn, nên là những cái thứ như hớp với đồ ăn thì có một cái bảng đánh giá ấy, bảng đánh giá dành riêng cho mỗi loại đồ ấy, thì sau này các bạn, mình sẽ up lên cho các bạn sau. Đấy, cơ bản như vậy. Nước này, đồ ăn này. Có gì nhặt cái đấy. Cái thằng này chạy nhanh thì khi bạn gặp những cái thằng như kiểu sniper thì bạn không sợ đâu, thằng này vẫn né được. Mong là vẫn né được. Mình nhớ không nhầm cái này khóa bên này mà. Trong này trên đây toàn gỗ. Và tất nhiên một cái điều khá là cơ cấu trong cái game này là một khi bạn đã đến một cái nhà nào đấy thì chắc chắn là cái nhà này nó sẽ bị spoil.
Nghĩa sao? Nghĩa bạn đến thì người khác cũng có thể đến. Bạn không nhanh chân dọn cái chỗ đấy thì bọn nó sẽ dọn thôi. Thế nên là mình có lời khuyên là bạn chỉ lấy những thứ nên cần lấy. Còn nếu mà đã không có thứ nào cần lấy thì nhặt được cái gì cũng được, thà cầm một đống rác còn hơn là về không có gì. Việc vì bạn không có gì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của bọn này, bởi vì kiểu ê, chúng ta sắp chết rồi, thằng kia đi cả đêm mà nó tra cầm được cái gì cả, cũng thằng phế vật đấy. Thì các bạn đấy, cuộc sống nó là như vậy, khó khăn lắm, bạn không làm gì được đâu, chấp nhận đi, đây là chiến tranh mà. Bạn nghĩ gì? Chiến tranh đấy các bạn ạ. Trời ơi, chúng ta chả có chất đốt. À, về sau ấy thì cái quyển sách cái này các bạn nhìn thấy sách đúng không? Đây là chúng ta làm từ nguyên liệu đốt, chất đốt để làm đúng không? Thì chúng ta bao lại nguyên liệu phế vật này, gỗ này và sách. Thì cái sách này có mình đã từng đọc ở đây thì nó nói là cái sách này là cái thứ mà chết cũng không bao giờ được đốt. Các bạn có thể thiếu gỗ, thiếu cái này, nhưng sách là thứ không bao giờ được đốt. Bởi vì sao? Khi mà bọn này buồn ấy, bọn nó mà mệt mỏi, chúng nó kiếm một cái ghế, chúng nó ngồi ngồi xuống, lại lôi quyển sách ra đọc, và đọc xong thì nó sẽ rất là vui, tâm trạng nó sẽ đỡ hơn hẳn rất nhiều. Nhưng mà không có sách ấy thì bọn nó sẽ lại lôi cà phê, xì gà. Ôi trời ơi, tốn bao nhiêu tiền đấy, từ mình thề. Bởi vì như mình đã nói, cà phê xì gà là một thứ không bao giờ xuống giá cả. Cái game này cũng thoải mái, không sao, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Ta có hai cái cửa bị khóa, chúng ta làm hai cái. Những người nữa rồi, cái thằng Pau nó đi, nó scavenge thì đấy, bất cứ thứ gì bạn có thể thấy đều có thể chế được hết. Sau này bạn giàu, bạn có đủ thứ, bạn còn làm được, bạn trồng được cả rau, bạn thiếu thốn cái gì đâu, cơ bản là như vậy. Thì sống là phải biết lo xa. Các bạn bây giờ bạn thiếu đồ ăn, bạn đi kiếm đồ ăn ngay. Đồ đạc chế bạn còn làm được, nhưng đồ ăn mà nó sống được, nó phải ăn. Các bạn không cho ăn mà nó ốm, bạn cho nó ăn nhiều, hết đồ ăn cho nó buồn, nó chán, nó lại ốm. Thế nên là cái trò này nó khó ở chỗ là bạn phải kiểm soát được cái bản thân. Kiểu mình lo xa, mình chế một cái top lo lockpick khác thì cuối cùng nó lockpick lại thề khó chịu vậy đấy. Buồn đấy. Thì đánh giá xếp hạng là gì? Medic thuốc là loại S rank, tức là bạn dù ở trong hoàn cảnh nào thì nó là thứ đắt nhất, bạn có thể đổi cực kỳ nhiều thứ với nó, bạn thích đổi cái gì cũng được, nhưng chắc chắn là không bao giờ đổi cái này với chính cái này vì chắc chắn nó bị thụt giá. Thứ hai là đến đồ ăn, đồ ăn là thứ đắt nhì, sau đến các cái dụng cụ electric này, những cái thứ này thì cái này chỉ đi scaven được thôi, đi scaven thì có. Rồi thứ ba cuối cùng là hai cái rẻ mạt đấy. Về sau còn hớp, hớp thì nó cũng tương đương với cả thuốc nên là nó cũng được xếp ngang với cả đồ ăn, nên các bạn không phải lo gì cả, yên tâm đi, cứ chơi đi. Các bạn thích like subscribe chơi đấy. Đây này, thường thì các bạn, cái bọn này thằng này đến sớm, nhưng mà các bạn thường thì các bạn sẽ thấy là đến ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba thì thằng này nó sẽ đến, nó sẽ có một số món đồ để cho bạn trao đổi. Bạn sẽ cho một NPC mình ra bạn trao đổi. Hey, ở blue, ở bird, trao đổi. Đấy, thằng này thì hầu hết mọi thứ, hầu hết là mọi thứ. Đấy, thì bạn thích gì, bạn thiếu gì, bạn trao đổi cái đấy. Bạn thừa cái gì thì bạn cho đi. Như mình này, lúc đầu bạn chả có gì hớp, bạn cầm hớp làm gì? Mà hớp, mình đã nói rồi, nó tương đương với là thuốc, nó là một thứ rất có giá. Bạn có thể có một đống bên này mà các bạn không phải lo gì cả. Đó.
con này nó sẽ giúp bạn con Garcia này nó có kỹ năng trao đổi rất tốt, nó sẽ giúp bạn trao đổi có lợi hơn, thường là như vậy. Rồi chúng ta đã có một đống đồ, chúng ta sẽ xuống và update cái này. Thường thì sẽ đến tầm khoảng 11 giờ, 11, 12 giờ, à đâu, 10, 11 giờ là nó, thằng Victor này nó sẽ đến. Thì bạn chỉ việc đợi thôi. Những thường thì đúng không phải Victor đến mà sẽ có người đến. Thì bạn chỉ việc đợi thôi. Bao giờ nó đến thì nó đến, nó không đến thì đi ngủ. Thường thì bạn cũng làm xong hết mọi thứ trước cái tầm 11, 12 giờ rồi. À, trừ khi bạn đi xây nhà mới thì không làm gì. Cái đấy thì ok, chịu rồi, nhất bạn rồi. À, sau này mày, bạn thấy mấy cái lỗ đâu? Đấy. Bạn phải gia cố lại lỗ để phòng tránh việc các bạn bị trộm vào nhà. Nên là cứ yên tâm đi, bạn có nhiều thứ để làm lắm. Moonshine. Nói cái khác là rượu đấy. Mình thì mình cũng có hết rồi, mình chỉ thiếu mỗi hớp thôi. Mình cũng không ăn nhiều lắm với thằng này. Nghĩ là này à. Thôi, not interested, đi đi, tao cần rồi. Go now, good luck. Về sau ấy, cái thay được phong thằng này nó đến là có một vấn đề mong muốn ấy. Muốn thằng này nó đến vãi cả trưởng ra còn không được ấy. Rồi chúng ta đã có một cái nhà giật hai, rất chế được rất nhiều thứ. Đài là một thứ rất quan trọng lần hai. Còn nói về giường thì bạn có thể thế mình sẽ nói như này, số người của bạn với số giường luôn cách nhau là một, người luôn luôn lớn hơn giường. Và không bao giờ các bạn để cho nó buổi đêm các bạn cho nó đi ngủ hết cả. Các bạn cho nó đi ngủ hết thì chắc chắn tương đương việc bạn bị cướp. Bạn bị cướp thì bạn sẽ bị thương, bạn bị thương bạn mất đồ, bạn mất đồ bạn thua sớm thế thôi. Còn đấy, bạn có thể ngủ cho nó ngủ vào buổi sáng. Một thằng là cái thằng mà nó ngủ ở buổi tối nó sẽ làm việc buổi sáng. Bạn không phải lo vấn đề đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phân vân giữa hai cái này. Nếu bạn phân vân giữa hai cái này thì mình sẽ chọn cái đài. Vì đài giúp là nghe tình hình rất tốt. Có đài chúng ta sẽ biết được những thứ gì đang tăng giá, hạ giá ở chợ đen này. Nó sẽ có thứ gì trời tiết sắp tới như thế nào này. Đấy, cơ bản như vậy. Có những nơi nào chúng ta không được đi này. Đấy. Ôi à, mọi thứ xin lỗi bạn. Buổi đêm, quay đêm mệt quá. Gió đài. Đài có 4 kênh, kênh thời tiết này. Kênh thời tiết này. Kênh thời sự này. Kênh nhạc này. Mình không thấy nhạc đâu rồi. Kênh nhạc đâu rồi. Kênh nhạc đâu rồi. Đấy, kênh nhạc. Thì nó sẽ có nhạc các bạn nghe. Nó sẽ có 3 kênh. City Radio Weather. Và một cái kênh lại còn nhạc. Lúc nào nhạc cũng phải được bật. Thì nhạc giúp bọn này kiềm chế tâm sinh lý. Đấy, kiểu thế. Còn sau khi mỗi ngày bạn nên cho nó đi, cho nó nghe nhạc. Rồi nếu không thì tùy bạn thôi. Không ai cấm bạn cả. Nhá. Yêu thương. Hi hi. Đấy, bạn thấy không? Lúc nãy hôm Chuan thấy nó hai cái đây, bây giờ đã mất rồi. Thế nên là bạn không lấy nhanh thì cho nó lấy của bạn. Bạn thiệt thế thôi. Đây là chiến tranh mà. Nó không quan tâm bạn thế này thì kia đâu. Nó chỉ cần biết là nó có đồ thì nó phải lấy. Mình thì mình cũng thế thôi. Ờ...
vào này. Chắc là không quan tâm. Poor little guy. Ôi rồi, ôi tôi biết ngay là còn hai cái để mở mà. Nếu bạn hỏi mình phải đi đâu trước thì mình sẽ chọn phòng riêng trước, phòng riêng cất chứa những đồ rất hay. Thấy không? Hi hi. Ai hi hi. Thấy không? Phòng riêng không bao giờ chứa đồ thọt cả. Giờ mình không biết làm gì, shotgun xèo này thì cũng không cần lắm này. Xì gà cầm một cái rồi. Là kiếm mình có gì? Mình bị ôi thuốc. Thuốc luôn là lựa chọn hàng đầu. Bạn có đầy gì thì vẫn phải bỏ ra phải lấy thuốc. Nhất là khi những cái thằng nhân vật của bạn nó đang slightly sick cái này. Đấy, cái thằng nhân vật của bạn nó đang slightly sick kìa. Bạn làm gì đi? Cuộc sống bạn cho phép bạn điều đấy ấy. Làm gì đi? Rồi chúng ta lại ngồi cười như này đã. Cái này lúc thời gian đấy. Công nhận cũng mất thời gian thật. Nói về cái trong lúc này chúng ta sẽ nói về thứ khác, các bạn thích nghe về gì? Xem nào. Nói về cuộc sống này. Mình cái hình như mình đã từng giới thiệu rồi, và cái video đấy là mình quay The Forest. Và nói luôn, series The Forest mình chính thức chuyển thành series co-op. Bởi vì phần multiplayer nó mình mới phát hiện là có thể crack qua Steam được. Và ai cái gì nhỉ, đau đợi. Trời ơi, buồn ngủ quá. Đúng là buổi đêm mình bắt đầu thấy thương thằng Pau về. Sáng đi xa ngủ ngày cái đêm. Nhưng vì cuộc sống nó phải như vậy thôi. À đấy, trở lại với The Forest. Chúng ta, mình mới rủ thằng bạn nó sẽ coi co-op The Forest của mình. Thằng này thì khá là noob nhưng mà cái nó xây nhà khá là ngon. Khá là đẹp. Nó thì cũng biết đặt đấy. Mình chỉ biết chặt giết người, chặt thịt lấy xương thôi. Đấy thì mình mới lập được cái channel này được tuần. Cái channel này mình sẽ làm rất nhiều thứ. Làm nhiều thứ như làm nhiều story như mang phong cách của Less Channel. Như cùng đi ăn, cùng đi chơi với các thứ, review đường phố, chơi game, các thứ làm với mọi thứ. Thì mong các bạn sau video này sẽ phải ủng hộ mình để mình tiếp tục làm những video tiếp theo. Các bạn có hãy, các bạn thấy hay hãy like và subscribe. Đấy, bên này mà. Like và subscribe. Không hay thì hãy dislike và subscribe. Comment phía dưới để mình biết có những thứ gì mình cần phải cải thiện thêm. Mình sẽ cố gắng tập stream và tìm những cái phần mềm hay cài nói cho vui cho các bạn. Khi mình nổi tiếng. Tầm 1000 like chẳng hạn, 1000 subscribe thì làm vài cái gã. Tất nhiên mình sẽ tự bỏ tiền rồi. Nên là mong các bạn ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Và tất nhiên chưa các bạn đã nhìn thấy thì ngay ngày thứ 3, ngay ngày thứ 2 thôi, chúng ta bị cướp và thằng Bruno, ôi dồi ôi, Sally Wounded. Tôi buồn quá. Trời ơi. Ôi thằng này nó wounded thì cho nó đi nằm giường. Mình cũng... Đấy, thấy không? Đấy. Bắt đầu rồi đấy. Bạn thấy không? Mình nói sao? Con này nó cảm thấy cuộc sống nó khó khăn. Nó làm ngay bịch cà phê, trong khi cà phê thì đắt. Vãi cà đái. Trời ơi, tôi buồn quá. What the fuck, cả hai thằng cũng lạ, hai đứa cũng lạ mà. Đầu tiên mình thấy cái bước này đây. Thôi, làm nhanh được hơn thì làm. Mình cũng chả biết nói gì.
Thực ra ngày đầu tiên không nhặt được đồ ăn mình cảm thấy khó quá. Chợ, ngày đầu tiên đồ ăn thì không nhặt được, nhặt được một đống thịt, một đống nước, rau thì không có. Rau các bạn biết để làm gì không? Để làm suất đôi, chính nó đấy, đây này. Trời ơi, tại sao chúng lại thiếu rau chứ? Mình cảm thấy buồn quá. Có lẽ sau cái này mình sẽ update cái lò bếp này nấu được ngon hơn, tốt hơn. Trời ơi, đồ đạc thì đã ít và chúng ta còn đi làm dao. Ok, làm vũ khí cho bọn nó ấy chứ. Thế này thì cũng mệt quá. Đấy, các bạn thấy không? Mấy ngày đầu tiên này chả có gì, làm mọi thứ nhanh lắm. Vèo tí đến 10 giờ. 10 giờ không ai thôi. Có lẽ mình sẽ làm hết đêm này, hết hết hôm nay rồi kết thúc video tại đây. Chúng ta sẽ ngồi đợi. Thì bạn thấy cái video này không? Thì mỗi người sẽ có một cái cách, cái suy nghĩ và cảm nhận và cuộc sống của riêng họ, nó sẽ hiện lên ở cái video này. Nó cho thấy là nó đang, cái NPC của bạn đang buồn, đang chán, đang vui hay gì. Content là cảm thấy thoải mái, vui vẻ, thì mọi thứ nó sẽ, cái sở trường của nó sẽ tốt hơn. Đấy. Rồi, từ 11 giờ không có ai thôi, chắc đi ngủ nha. Đến đây. Cho con này gạt đi. Này, sleeping bed, này, đi scaven này. Ây trời ơi. Đấy, mình cũng cảm thấy cuộc sống nó khó khăn lắm các bạn ạ. À, mới hôm trước còn đang vui chơi bời, chạy nhảy, đá bóng, hôm nay phải đi lột lục nhà người khác ra để kiếm đồ ăn rồi. Ôi rồi, ôi tôi vui quá, tôi biết ngay mà. Thấy chưa? Không bao giờ đồ được giấu mà nó lại có cái xu hướng xấu à. Giấu là không bao giờ xấu à. Giấu là điều tốt đẹp nhất một cuộc đời có thể làm cho bạn. Giấu. Còn tùy thuộc bạn giấu cái gì, nhưng mà nó giấu thì mọi thứ luôn luôn tốt đẹp. Hi. À, nhưng mà đôi khi giấu nhiều quá nó không tốt. Giấu thì nên giấu những thằng được giấu thôi, giấu những thứ nên giấu nữa. Mình đã đang làm nhảm rồi. Mười nếu mình nhớ không nhầm. Thôi cầm đồ này thôi đi về. À các bạn nhớ một điều nhé, cho dù các bạn có kiểu nhiều đồ lắm mà bạn phân vân ấy, tốt nhất các bạn nên về trước 3 giờ sáng. Bởi vì cái tầm 3 giờ sáng chịu đi mà chạy về nhà là cũng mệt lắm rồi sao này. 5 giờ có những cái map mà nó chỉ có một đường vào, không có đường thứ hai như map này chẳng hạn, thì 5 giờ là cái giờ giới nghiêm và gọi là giờ bắt đầu sáng ấy. Thì lúc ấy bọn sniper ở trên nóc nhà nó bắt đầu phục lại, phục rồi nó sẽ tìm những cái thằng chạy loanh quanh để bắn bạn. Khi bạn về bạn sẽ có nguy cơ chết, không tốt, thế nên bạn phải về sớm. Đấy, những cái thứ nào mà cảm thấy slightly thì bạn chỉ việc cho nó ngủ và nó sẽ hết nha, các bạn không phải lo lắng lắm về cái vụ slightly đấy, yên tâm đi. Con này là slightly sick, tay ợt. Tired thì cho ngủ. Very hungry. Cho ngủ. Ăn thôi. Cứ 2 ngày ăn một lần, 2 ngày là trở nên very hungry. À thôi chết mình rồi, mình quên nói cho các bạn biết là các bạn
cứ mỗi hết một đêm thì nó hết một ngày, tức là hết một đêm các bạn đi về nó sẽ auto save vào cái đoạn thời điểm thằng kia nó đi về ấy. Thế là mình việc mình ngồi mình làm này thì mình vô nghĩa thôi, bởi vì nó có save deck đâu. Thế đấy, cả về mình cũng nên muộn rồi, mình nên kết thúc video này tại đây, còn chỉnh sửa nữa. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn, mong các bạn ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Mình là Lê Hiếu thuộc Less Channel và Less Team vẫn còn rất nhiều. Mong các bạn hộ để... cái gì đây? Mong các bạn xin các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới. Các bạn thấy hay hãy like và subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi và hẹn các bạn trong các video lần sau. Peace out.